thì có vụ thăng trên gì không? À, là chỉ nằm biển thôi. Đó, không có vụ thăng. Bữa giao sao đâu? Bữa đắp biển giao Nice.
Đâu phát điện thủ ra mới đau chứ, thật quá. Vô dạ luôn Thank you.
vậy? Thank you.
Sao vậy?
mày đồng ghê vậy mày ơi. Phải, đầu đó là 8. Đầu là 9. Hà Giang chạy đâu mà Hà Giang. Sao vậy? Trời ơi. Biết đâu quá bên trong là cố gắng lắm ấy, nhưng mà đâu được à.
ai hả? Ai cố gắng đội trung cường là Giang đang cố gắng lắm nhưng mà đâu có được. Em thả mà, em thả xe em thả cho anh đang một điều rồi. Rồi đó là cái theo quy tắc gì nè, cầm cầu dơ lên. Dạ yeah. Theo của anh đó là thôi cãi rồi, tại vì áp dụng quy tắc của anh là thôi cãi rồi. Lấy ngay này xong làm im đây luôn. Nghe cái tam á, nghe cái tam đó ông nội. Xong cái em giơ tay lên nè, phải cách vậy nè. Đó là hiểu rồi không? Mình từng làm là mình hiểu rồi phải không nha? Nghe khỏi hỏi nha. Nghe cái tam đó ông nội. Tam giang vô đó. Giang vô, rớt xuống làm im đây luôn, không nhúc nhích. Cái gì vậy trời ơi? Cái gì vậy luôn mà không chịu thế? Đúng cái tam luôn á, cái trang cái đâm đây luôn. Rồi, bắt là hai camera. Đúng rồi, hai camera đi. Bốn cái luôn. Bốn cái luôn, cũng là tài tốt với anh. Chứ không nhạy cảm tay dữ quá. Chịu ở đây à, chịu. Rồi, vô. Vô, chắc vô. Có thành dưới là chủ động nha, chúng ta đừng thành dưới rồi. Thành dưới rồi. Sao xuống đất rồi nè. Ăn luôn. Ê.
sao trung tâm dân hả? Ai? Sao trung tâm hả? Trời nó chen lưới mà hỏi nữa. Như ba là khoái. Bài luôn. Anh làm. Anh giao. 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 Anh giao.
Chắc nhỏ rồi, nhỏ đánh nó lùi chân rồi, nó lỡ nhỏ lại.